Trước thông tin Phương Lan, Phan Đạt đổ vỡ hôn nhân sau một năm kết hôn, netizen đạo lại phát ngôn năm xưa của nữ diễn viên khi cô từng muốn sinh con, làm người vợ hiền bên ông xã. Tuy nhiên chưa kịp thì nay hôn nhân đã trục trặc. Những thông tin liên quan đến vợ chồng diễn viên Phương Lan, Phan Đạt đang thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Trước khi tin đồn ly hôn rộ lên, cả hai từng khiến dân tình ngưỡng mộ với chuyện tình yêu đẹp như cổ tích. Trong lúc đang mặn nồng với Phan Đạt, Phương Lan từng cho biết mình muốn sinh con, sẵn sàng làm mẹ. Từ đó đến nay, khán giả khắp nơi luôn mong ngóng ngày nhận tin vui từ cặp đôi. Mới đây, Phan Đạt bất ngờ lên tiếng về chuyện dừng lại với Phương Lan. Tôi biết Phương Lan sẽ buồn vì tôi không cố gắng chịu đựng thêm được nữa. Ít nhiều Lan vì tôi bị ảnh hưởng, nên có thể tôi phải dừng lại với Lan, cũng dừng lại với công việc. Nhưng chắc chắn tôi sẽ luôn là người muốn Lan được làm nghề, được giúp đỡ nhiều bạn trẻ như tâm nguyện của cả hai đứa. Chúng tôi hiện còn một cuộc nói chuyện nữa mới đưa ra quyết định được. Trên tinh thần hai đứa tôi vẫn phải làm nốt công việc còn lại của cả hai. Các hợp đồng sau chung mà cả hai còn thời hạn chưa phát sóng. Thời gian qua, Phan Đạt cũng gây ồn ào với chuyện đấu tố. Anh chia sẻ, thật ngại và xấu hổ cho tôi khi để mọi người đọc những điều không hay ho gì. Cá nhân tôi không hề mong muốn mọi thứ đi xa. Tôi chỉ muốn bày tỏ bức xúc của bản thân trước khi mình bỏ nghề. Chắc chắn tôi không muốn dìm hay hạ bệ ai. Tôi muốn mọi người hãy coi đó như một chút than thở về công việc của tôi đang làm. Tôi mong mọi người đón nhận điều này như một lời nhắc của cá nhân tôi gửi tới toàn thể các bạn học sinh, sinh viên hay đơn giản là các bạn trẻ yêu nghệ thuật mà không theo trường lớp. Cuối cùng tôi chỉ xin mọi người hãy luôn yêu thương, ủng hộ cho sân khấu, bỏ qua mọi chuyện và để các anh chị em liên quan được quay trở lại làm công việc của họ. Vì dẫu sao họ và tôi cũng có gia đình, tôi không muốn ai phải mất đi con đường hay sự nghiệp. Trân trọng và biết ơn tất cả mọi người. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và anh chị em đồng nghiệp vì hành động của mình. Phương Lan, Phan Đạt làm đám cưới vào tháng 11 năm 2023, cặp đôi định cưới vào năm 2020 nhưng hoãn lại do dịch Covid-19. Trước đám cưới 5 tháng, tháng 6 năm 2023, Phương Lan có chia sẻ đáng chú ý trên chương trình Trà Chiều cùng Mở Chảnh của Lý Nhã về kế hoạch có em bé. Sao nữ nhà bà nữ cho biết mình không có kế hoạch sẽ có con sớm. Tuy nhiên, Phương Lan lại thay đổi ý định đó trong 2 năm gần đây. Cô bắt đầu muốn có con. Bà xã Phan Đạt nói cô sẽ nghĩ đến chuyện có con sau khi làm đám cưới. Cũng tại chương trình này, cô xác nhận sẽ lên xe hoa với Phan Đạt vào cuối năm 2023. Tôi từng suy nghĩ không sinh con sớm, nhưng 2 năm gần đây, tôi thấy rất thích và mong muốn có con. Sau khi đám cưới xong, chúng tôi sẽ nghĩ đến việc có con. Nhưng tôi quan niệm con cái là do trời cho, là duyên mà có. Trước đây tôi chưa có nhà riêng nên còn hơi băn khoăn. Nhưng giờ đã có tổ ấm rồi, tôi thấy sẵn sàng hơn, Phương Lan chia sẻ. Sau đám cưới, Phương Lan và Phan Đạt đồng hành cùng nhau ở nhiều sự kiện. Có thời điểm nữ diễn viên vướng tin đồn mang thai do diện váy rộng để lộ vòng ha lùm lùm. Tuy nhiên đến nay cả hai vẫn chưa công bố tin mừng đến khán giả. Phương Lan sinh năm 1994, là diễn viên được yêu thích ở sân khấu kịch và màn ảnh rộng. Cô từng góp mặt trong các bộ phim ăn khách Gái Già Lắm Chiêu 2, Nhà Bà Nữ, còn Phan Đạt kém Phương Lan 1 tuổi là nhà sản xuất âm nhạc. Phan Đạt làm quản lý cho Phương Lan, từng đóng phim Nhà Bà Nữ cùng bà xã. Thời gian gần đây, Phan Đạt trở thành tâm điểm của truyền thông sau khi anh đăng bài tố Minh Dự và các nghệ sĩ khác có các hành động không đúng mực. Phương Lan cũng bị réo tên vào lùm xùm nói trên.